Đầu năm 2021, ghen tị với những con giáp, đi đâu cũng có người nhiệt tình giúp đỡ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang, phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo và đen đủi vào thời điểm khác. Không ai biết có thể có được may mắn đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là những con giáp này biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát huy một cách triệt để nhất. Năm Canh Tý 2020 đã dần kết thúc, các bậc thầy tử vi chỉ rõ rằng thời điểm đầu năm 2021 được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá, tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với bốn con giáp này. Thời điểm này, bốn con giáp làm ăn gì cũng thuận lợi và sự như ý, giàu có hơn người. Đây được coi là thời khắc may mắn, hiếm hoi và là lộc Tết trời ban riêng cho bốn con giáp này. Tất cả đều nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thần Phật giúp đỡ và hỗ trợ. Vậy bốn con giáp này là bốn con giáp nào thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Đầu tiên là tuổi Mão. Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, nhanh trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Họ rất tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Rất nhiều người yêu quý tuổi Mão bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ lo cầu cho bản thân. Bởi tuổi Mão vốn là người thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh. Họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Vậy nên trong khoảng thời gian đầu năm mới 2021 của con giáp tuổi Mão khá thuận lợi vì dù có trở ngại gì cũng giải quyết hết được khi mà luôn có ai đó xuất hiện đúng lúc để hướng dẫn bạn cách xử lý vấn đề. Bao lâu nay bạn sợ làm phiền người khác nên tầm thường, tự mình làm mọi thứ. Thế nhưng nên nhớ rằng kết hợp sức mạnh của mình cùng với của người khác mới là khôn ngoan. Vì thế, thay vì tự làm hết mọi việc như mọi năm thì năm nay bạn hãy gọi cho bạn bè, người thân và mọi người xung quanh để có thể cầu cứu khi cần thiết. Nếu bạn đang lăn tăn khi nhờ ai đó giúp, bạn có thể mắc hội chứng sĩ diện ở một mức độ nhẹ. Hãy nhờ giúp đỡ nếu bạn cần, đừng chờ người khác đến giúp đỡ mình vì điều đó là có thể không xảy ra. Hầu hết mỗi người đều đang bận rộn xử lý riêng chuyện của chính mình nên hoàn toàn không chú ý tới những gì mà người khác đang làm nên họ không hề biết bạn đang gặp trở ngại hay cần điều gì cho tới khi bạn nói ra. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn nói ra mong muốn của mình. Tất nhiên, đó phải là một yêu cầu phù hợp, đừng đòi hỏi gì quá đáng hay không vừa sức với họ thì bạn sẽ bị nhận những lời từ chối khéo. Cuối cùng, bạn lại càng e ngại và càng chẳng muốn nhờ. Để có thể gặp nhiều thuận lợi và may mắn, tuổi Mão hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Mão đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Đồng thời, đem lại tài lộc, cát lành, tăng cường vận khí cho 10 quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp. Thứ hai là tuổi Mùi. Tuổi Mùi cũng giống như hình ảnh của con vật đại diện. Những người tuổi Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn, là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ đa số đều là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhắn lại. Tuy nhiên, người tuổi Mùi thường không đủ nhanh nhẹn, tháo vát như mọi người nên họ thường xuyên trở thành đối tượng bị chê. Chính vì vậy, từ lâu, con giáp tuổi Mùi
từng nghĩ rằng mình là kẻ yếu kém, ngông cuồng, không đủ khả năng làm việc gì. Điều nhiệm màu đã thực sự tới khi năm 2021 này, khi có một người xuất hiện, có thể là người yêu, người bạn mới, người thầy ở bên khuyến khích cho tuổi mùi những lời động viên. Dần dần, họ cảm thấy tự tin, giảm dần thân, thử sức để có thể thăng tiến vượt bậc. Trong năm nay. Vì thế đừng quên tìm hiểu ai là người sẽ trở thành quý nhân của tháng 12. Và từ đó bản mệnh có thể chuẩn bị mọi thứ thật tốt ngay từ bây giờ. Hơn nữa tuổi mùi hãy có thái độ tích cực hơn khi nghe những lời nhận xét về mình. Hãy biết ơn và học hỏi từ những lời góp ý này. Việc nỗ lực để hoàn thiện hơn không đồng nghĩa với việc hành động tự phán xét. Khi biết yêu thương bản thân và ngừng tìm kiếm các thời tán thưởng bên ngoài, vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong mới có cơ hội để tỏa sáng. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí. Thứ ba là tuổi Thìn. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Thìn vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Có uy quyền, địa vị, những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất của người. Sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Tử Vi có nói tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp có nhiều người xúc nhất trong đầu năm 2021 đến với mọi người, thường khen tị vì sao người tuổi này lại may mắn như vậy. Ví dụ như họ mua nhà cũng có người hỗ trợ, tiền bạc, họ cưới hỏi cũng có người lo toan hết cho mọi thứ, trong công việc cũng được cấp trên chỉ bảo tận tình, nâng lên vị trí tốt hơn. Thực ra, ít ai biết rằng con giáp tuổi Thìn khéo léo trong việc đối nhân xử thế nên được mọi người yêu mến. Để thể hiện tình yêu đó, người thân và bạn bè xung quanh rất vô tư trong việc trợ giúp đỡ, trong việc hỗ trợ giúp đỡ những người tuổi này từ tiền bạc cho tới những lời khuyên. Sự thật là trong cuộc sống này, ông trời ban cho mỗi người một khả năng. Cá rất giỏi bơi lội, còn chim lại rất giỏi bay. Không ai đánh giá một chú chim qua khả năng bơi lội hay hướng dẫn một chú cá bằng cách bay qua tài khoản. Mỗi cá nhân đều sở hữu những phẩm chất tuyệt vời riêng. Hơn ai hết, người tuổi Thìn hiểu rất rõ điều đó. Họ biết khả năng của mình cũng như mọi người và luôn biết khuyến khích người khác phát huy được khả năng của riêng họ. Ví dụ như một người thường hay bị chê yếu kém, bất tài, nhưng con giáp tuổi Thìn vẫn chưa nhìn ra được điểm mạnh của họ và khuyến khích của họ, giúp họ không đủ quyết tâm đi ngược lại với những lời miệt thị của người khác. Nhờ đó mà những người này luôn là điểm tựa cho những người yếu thế mỗi khi khó khăn. Khi kẻ yếu đó đạt được thành công, họ trở thành kẻ mạnh. Đó cũng là lúc họ rất muốn bày tỏ lòng biết ơn bằng việc giúp đỡ lại con giáp tuổi này. Ngoài ra để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi trong thời điểm đầu năm mới này, thì bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn. Với năng lực tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc và cát lành, có quý nhân giúp đỡ. Và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ tư là tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Họ coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi trị giá, thành phẩm. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Tử vi năm Tân Sửu có nói rằng người tuổi Tuất trong năm nay không quá tính toán, vì họ hiểu rằng đôi khi thả lỏng mọi thứ một chút cũng không sao. Thế nhưng cho dù họ không lên kế hoạch cho bất cứ việc gì, nhưng may mắn vẫn cứ từ từ đến bên em, như thể đã có ai đó sắp đặt mọi chuyện rồi. Chính tuổi Tuất cũng không thể ngờ rằng mình là con giáp có nhiều người giúp đỡ đầu năm 2021. Tuổi Tuất cứ tốt bụng, vui vẻ, dù không quá tham vọng, nhưng vận may cứ thế tới một cách vô cùng tự nhiên. Năm mới là thời điểm tuyệt vời nhất để khởi động lại những điều mới.
Vì thế hãy đón nhận những điều vui tươi đến với cuộc sống và tạm quên đi những buồn phiền năm cũ. Hãy quét dọn tâm hồn của mình thường. Hãy quét dọn tâm hồn của mình thường xuyên hơn để loại bỏ những mảnh vụn, những tiêu cực còn sót lại trong ký ức, những dàn hảo tinh thần trăn trở, những người trở bạn với tuyệt vời. Để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt bậc. Khi bước sang năm mới thì người tuổi tuất nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc, sân khấu, công việc. Vì thế cũng được hành thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho tuổi tuất trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!